có sơ sót gì vậy? Khán giả cứ yêu cầu nói với cô Mớm thì cô Mớm sẽ sửa sai lại cho mình, chứ cô Mớm không có biết hận giận gì hết trơn ấy. À, khách nói thì cô Mớm sẽ làm lại theo những yêu cầu của khách, chứ cô Mớm lúc nào cũng khách là tôn trọng nhất, dù khách ở xa mua một hộp cô Mớm cũng rất là vui. Xin cảm ơn các mọi người. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt dưới chân cầu Chánh Hưng, tại địa chỉ 138 Phạm Hùng, phường 5, quận 8. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn coi cảnh mà cô Mớm buôn bán gỏi vào ngày cuối tuần nha các bạn. Rồi mình sẽ bước qua đường và sẽ review cho các bạn coi cảnh cô bán nha. Cô vừa mới đẩy xe các bạn. Cảm ơn anh về nha. Rồi con cái nó được mạnh giỏi, nhiều sức khỏe. Ngày mai là cô Mớm đi chùa, nghỉ ngày dằm đi chùa. Tại vì bữa nay là cô bán ít, hôm qua là cô bán về 4,5 kg cơ. Dạ. Hôm qua về 4,5 kg, hôm qua là bán được 30 kg. Bữa nay cô, hôm qua là 35 kg. Bữa nay cô bán có 30 rồi, tại hôm nay ngày trai. Dạ. Ngày trai cô tranh thủ ra sớm, tặng cho bán sớm. Nói chung là bữa nay là bán được cơ hôm qua, chắc cha sinh mẹ đẻ ăn tu người bỏ hàng. Dạ. Hôm qua thì bán chậm rồi, bữa nay thì bán được. Nãy giờ cô bán trong nhà, bán dai. Với khách trên đường đi đang mua cô nãy giờ. Cũng cảm tạ. À, chút xíu quên nha. Không nhớ vụ này. Mới đẩy xe ra nha các bạn.
cô đã có mặt ở tại đây. Khoảng gần chưa tới 12 giờ cô đẩy xe từ nhà cô ra tới cái điểm bán. Và 12 giờ 15 cô đã có mặt ngay đây. Nói chung là lúc trước là cô vô hộp nhiều. Còn lúc này cô vô chừng mười mấy hộp là cô tranh tặng bán trong nhà. Còn bao nhiêu là tờ giấy tới là cô tranh thủ ra đây. Tại vì nhiều khách ở xa chờ đón cô quá, giờ cô phải tranh thủ ra đây sớm hơn ở trong nhà. Tại vì đó. Dạ đúng rồi. Để tờ giấy tới là cô phải tranh thủ như vậy. Cũng như là vô một tốp chừng mười mấy hai chục hộp là cũng như là khách vừa vô là bán trong nhà rồi. Bán trong xuôi là khoảng 12 giờ là cô 12 giờ mấy là cô ra đây. Đó là tranh thủ ra. Tại vì nhiều khi khách ở ngoài này chờ cô qua quá thì ở xa đã chờ lâu cũng được, ta về cũng tội nghiệp ta. Chẳng vậy là cô chỉ vô mười mấy hộp cô không có vô giống như lúc trước. Cô sẽ tranh thủ ra đây là bán tới đâu là cô sẽ vô tới đó. À, và cũng như là bây giờ cô vô vài hộp thôi, khách ai lại đưa đến hết xong xuôi cô múc cái khách đang dừng khách. Đó là gì? Mời mọi người ủng hộ xem cô mớm rất cân xạ cân tỏi. À, ví dụ mà cô mớm có một mình cô mớm làm mà ví dụ cô mớm có sơ sót gì khán giả cứ yêu cầu nói với cô mớm thì cô mớm sẽ sửa ra lại cho mình, chứ cô mớm không có biết hờn giận gì hết trơn á. Khách nói thì cô mớm sẽ làm lại theo những yêu cầu của khách, chứ cô mớm lúc nào cũng khách là tôn trọng nhất. Dù khách ở xa mua một hộp cô mớm cũng rất là vui. Xin cảm ơn các mọi người. Đó, những lời chia sẻ của cô mớm đó, các bạn. Tức là có nhiều buôn bán có khi mà có sai có sót thì có một cái vấn đề gì mà hôm qua 35 kg thường thường là cô về 4 giờ cô làm không đúng, như là thiếu gỏi hay là thiếu tôm hay là bất cứ thiếu hành phi thì nói cô sẽ bù lại cho những cái bữa bán sau nha. Thật sự cô nhiều khi mà cô giờ cô cũng lớn tuổi với cô buôn bán thì nhiều khi cô cũng không có chu toàn hết được. Cô chủ quán lẩu dây hương đồng rất cưng cô mớm, thấy nắng quá quay giùm cô mớm, với cô mớm chưa biết quay cái này sử dụng này sao nữa. Cố lên con, ăn bánh tráng không? Mẹ mua bánh tráng cho anh ăn. Bánh tráng nướng nè. Thôi trời ơi, không có răng không ăn cũng được. Ba đổ đồ đủ đi tặng trang hợp. Giờ nó dễ thương hơn á cô.
Nó chọc tôi hoài à. Cái quán ngay lẩu dây ương đồng mà cứ chọc kẹo, mỗi lần cô ra là cười không, cười hả hả. Ở đây chọc bên kia, bên kia cũng chọc quá. Ra cái em ấy sửa xe ra, sửa xe cứ vô chọc kẹo mà. Nhà nào cũng chọc kẹo chứ. Video mình tại đây nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau này của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.